Đây con kia hả? Vậy là Cà Mau nhất hả? Thank you.
nước chì luôn các bạn. Có nước chì nè, Phong Điền với Cà Mau. Trời ơi, ba người Phong Điền luôn, có người Cà Mau một. Người tranh với ba nha các bạn. Cả hai vận động viên đều là của Phong Điền nha. Tranh giải ba nha các bạn. Cà Mau đường đi số 2, Phong Điền đường đi số 1, tranh giải ba. Trận bán kết thứ hai. Ăn xa lắm đó.
chưa cho con chạy mất tiêu rồi. Quay hôm nào.